Chào bạn, đến chiếc Ford Transit Luxury. Chúng tôi đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký đăng kiểm của cái dòng xe này rồi. 29B30890. Hiện tại thì cái thuế trước bạ của nó chỉ có 2% và 500.000 tiền biển tại Hà Nội. Đây phần đầu xe đấy, Luxury sẽ có chữ SLX. Còn cái bản Mid và bản FPP thì chỉ có LX thôi. Transit Luxury thì có giá rất là hợp lý. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666 để tôi báo giá đến quý vị và các bạn. Thông thường thì chúng tôi có màu bạc, màu ghi vàng. Nếu khách hàng sơn thêm thì tôi sẽ có màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu xanh và màu xám. Trên chiếc Ford Transit này sẽ có la răng đúc, có ghế da, có kính liền, có quay ghế, có ốp hông, ốp thành. Các bạn có thể đăng ký channel của tôi để có thể cập nhật những cái video mới nhất, những cái chính sách mới nhất mà chúng tôi để cập nhật đến quý vị các bạn. Các bạn nhớ ấn đăng ký và theo dõi cái kênh channel Vô Xe của chúng tôi nhé. Đây là chiếc xe 16 chỗ, chúng tôi đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký đăng kiểm cho khách hàng rồi. Phần đuôi xe đấy.